nó bay trên trời xuống ha. Thì ở đây một máy, ở ngoài kia thì hai máy anh em. Thì đang chiến cái vạt này ba máy. Vạt này thì nói chung vạt này lúa rất là trúng, mùa đông xuân này chỗ nào cũng trúng anh em. Cái này tầm công cỡ tấn 3 gì đó các bạn ơi. Nghe chủ ruộng nói đò dự định là cần công cỡ tấn 3, tại vì cắt cũng mới rồi, cũng biết xương xương cái bờ 60% là lúa mình được bao nhiêu đó anh em. Rồi máy đang vô các bạn. Con này chạy đầu ghiên mà hứng còn không kịp đó anh em. Là tại gian hứng này cũng chưa chuyên nghiệp, làm cũng không có nhanh. Thì nói chung chạy đầu ghiên hứng không kịp là gian cũng chưa chuyên nghiệp. Nếu mà gian hứng chuyên nghiệp thì đầu ghiên thì chắc hứng kịp nha các bạn. Đầu ghiên mà công tháng 3 thì nó rất là trúng luôn các bạn ơi. Rất là trúng luôn chứ không phải gian vừa. Rồi ngoài này có hai chiếc nha anh em đang chiến nha. Hai chiếc này chắc máy địa phương ở đây các bạn ơi. Máy này chiếc đầu ngoài này thì nói chung ở trên An Giang xuống, còn hai chiếc đó thì không biết ở đâu các bạn. Rồi anh em nào có nhu cầu mua hoặc bán thì liên hệ với mình nha. Thì anh em có muốn bán máy thì kết bạn Zalo với mình, điện vô số điện thoại đi rồi mình gửi kết bạn Zalo anh em. Ở xa thì mình gửi hình cho mình. Còn ở gần thì mình chạy ra mình quay luôn các bạn ơi, như ở xa Sóc Trăng rồi đó thì gửi qua Zalo cho mình hình cho mình. Rồi nếu các bạn ở gần á thì như mà An Giang đồ vòng vòng Kiên Giang rồi mình đi được á thì mình xuống quay. Mình thì ở An Giang các bạn, tại vì anh em có một số anh em ở Sóc Trăng thì mình cũng lấy một hai chiếc ở Sóc Trăng qua hình đó anh em, thì cũng lấy xong xuôi cũng im. Anh em chụp hình kỹ một chút ha. Đây bộ 3 BC70. Đồng này đế sĩ mưa rất là nhiều, ít có máy lớn nha các bạn ơi. Thì máy dạng đế sĩ mưa không à, con này máy Thái anh em. Đời 27, máy ghiên 3 cục nè anh em. Tài xế này cũng mới lên chạy, chưa có quen gì mấy nha các bạn ơi. Cây đi xe 70. Máy này Hoàng Giang là cái dạng ở dưới dòng ghiền này chắc Hoàng Giang lấy máy Hoàng Giang cũng nhiều các bạn. Còn An Giang thì lấy Long Bình hay là Tấn Pha. Đó. Thì mỗi nơi có một cái hãng máy ha. Rồi, thông số anh em DC70 tại động cơ V2403. Bê tông 87 2007 dòng trên phút. Xích 5 tấc 53, nặng 3 tấn. Làm tròn đó anh em, hàm thì làm tròn 2 mét nha các bạn, chứ nó một mét mấy à, một mét mấy anh em, chưa hước thì nó 1 mét 8 mấy thôi. Đó, hay là mình nhớ xương xương gì đó các bạn. Con này con này miền Tây rất là phái nó, tại vì nó xài rất là bền. Đó, thì nó xài đi lầy cũng tầm trung, nhưng không có hay, nhưng mà dạng nó ok các bạn. Mùa này con này hứng rất là khỏe. Đây những ông này hứng lúa cũng như chưa có quen, rồi lúa bỏ thì cũng chưa biết đường đó các bạn ơi. Đó mùa này lúa trúng quá thì anh em dân nó nghỉ cũng lay gai các bạn. Thì chứ chung làm không nổi anh em ơi, lúa trúng quá mà. Đó thì bữa nay máy này cắt cái đâu này cũng ba mấy 40 công vậy đó anh em, nhưng mà không có gian làm, ông chủ tính kéo luôn để chút mình quay cho các bạn coi ha. Rồi thì gần xong các bạn, 1-2-5 nó xong rồi mình chào các bạn ha, thì lại quay ông chủ máy cho các bạn coi. Không có gian làm nha các bạn ơi. Rồi đây ông chủ ông lên ông lái các bạn, nãy giờ luyện nè. Đó giờ lên lái cho anh em coi nè, không có gian làm các bạn ơi. Đây, con này động cơ 70 ha, chưa vỡ nắp. Này cũng còn nóng lắm nha anh em.
ông chủ luôn các bạn ơi. Vàng của ông Hậu đóng thì dàn chân rất là cao nha anh em, dài rất là cao, anh em điện nổi không thôi chứ con này lầy chắc là hay á.